Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm một lần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, phục vụ yêu cầu quản lý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ được cấp tài khoản để truy cập và kê khai bỏ phiếu điều tra trên trang thông tin điện tử Tổng điều tra. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi đơn vị điều tra.